Dạ em xin chào cả nhà nha. Đó, hôm nay là em có một buổi phát chứng cho chị Thí Trần nha cả nhà. Đó, chị Thí Trần ủng hộ chế Dũng 30 đĩa trứng phát cho những cô chú cơ nhở, bây giờ còn cũng đi phát nha. Trời, chiều đặt trứng rồi xuống like lúc 3 giờ mà cái giờ trứng mới giao tới, giờ em cũng ngồi đợi chiều giờ, giờ trứng tới mà em cũng đi phát nha cả nhà. Đó, đây là 30 dĩ nha cả nhà. Đó, một bọc là 10 dĩ nha, đây là 3 bọc nha cả nhà. 3 bọc là 30 dĩ. Rồi, mỗi lần phát là trời bắt đầu âm u nha cả nhà. Đó, giờ em cũng tranh thủ phát sớm để em về nhà nghỉ ngơi nha cả nhà ơi. Rồi, con này bán vé số nha, rồi con gửi con dĩ nha. Rồi rồi, để cho. Cô chú cảm ơn con nhiều nha. Dạ dạ. Chúc Mạnh Thường Quân lại làm giàu tốt đẹp đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Con gửi bà một dĩa trứng nha. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Con gửi con dĩa trứng nha cô. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Con gửi chú con dĩa trứng gà chú. Rồi dạ. Con gửi chú con dĩa trứng gà nha chú. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha chú. Cô ơi, cho con gửi cô dĩa trứng gà nha cô. Dạ dạ. Dạ cô, cho con gửi nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dĩa trứng gà. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Gửi anh dĩa trứng gà nha. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nha anh. Đấy nha chị. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dĩa trứng gà nha chú. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Cho con gửi dĩa trứng gà chú. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Cho con gửi dĩa trứng gà nha chú. Dạ dạ. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ dạ. Cho con gửi dĩa trứng nha chú. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Chú gửi dĩa trứng gà nha. Rồi, chúc cho con gửi dĩa trứng gà nha. Rồi. Rồi, cho con gửi dĩa nha chú. Rồi rồi. Con gửi dĩa hột gà chú ơi. Dạ. Chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Rồi rồi. Dạ. Cô ơi cô, cho con gửi dĩa hột gà cô ơi. Dạ cô, cho con gửi dĩa hột gà nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ dạ, đợi con. Chú ơi, cho con gửi hột gà luôn rồi chú ơi. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Chú ơi, cho con gửi dĩa hột gà chú. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ cô, cho con gửi dĩa hột gà nha cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Con gửi dĩa hột gà chú. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Cô cho con gửi dĩa trứng gà cô. Chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Dạ dạ. Đem gửi dĩa trứng gà chị. Dạ dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Chú ơi, cho con gửi dĩa trứng gà chú ơi. Nè chú. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Cô cho con gửi dĩa trứng gà nha cô. Dạ dạ, chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Dạ dạ. Rồi, cho em gửi dĩa trứng gà nhanh. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nhanh. Dạ dạ. Em gửi anh dĩa trứng gà nhanh. Rồi, rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nhanh. Bây giờ cuối cùng còn cũng phát xong 300 dĩa trứng gà nha cả nhà. Đó, của chị Khí Trần ủng hộ chế Dũng để phát cho cơ nhở. Nãy cũng đang phát là trời mưa, mưa lớn, còn cũng núp mưa xong giờ cũng bớt mưa, giờ bắt đầu còn ra phát lại nha cả nhà. Đó, cảm ơn chị Khí Trần rất nhiều nha, đã gieo duyên cho những người vô gia cư, những cô chú khó khăn cơ nhở nha. Cảm ơn chị Khí Trần rất là nhiều nha. Thôi, em xin kết thúc clip tại đây nha, hẹn mọi người những clip sau nha cả nhà. Bye bye.